Phó Công an phường tác động vật lý cô gái ở tiệm cắt tóc, Công an tỉnh Cao Bằng chỉ đạo làm rõ. Lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng yêu cầu làm rõ vụ việc Phó Công an phường liên quan tới vụ giằng co xô sát ở quán cắt tóc. Liên quan tới vụ việc một Phó Công an phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng giằng co xô sát với một đôi nam nữ ở tiệm cắt tóc, sáng ngày mùng 3 tháng 5, Đại tá Vũ Hồng Quang, giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, hiện Công an tỉnh đang giao Công an thành phố Cao Bằng làm báo cáo ban đầu về vụ việc. Trước đó trên mạng xã hội Facebook chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh hai người đàn ông và một người mặc trang phục giống cảnh sát đi trên xe ô tô dừng trước tiệm tóc ở phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng. Sau đó hai người đàn ông nói chuyện với thanh niên áo vàng trước khi người mặc sắc phục giống cảnh sát lôi kéo thanh niên mặc áo vàng lên ô tô. Người đàn ông mặc áo trắng đi ô tô sau đó có lời qua tiếng lại và đã tác động vật lý vào nam thanh niên áo vàng cùng cô gái đứng ở tiệm cắt tóc. Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Sáng ngày 3 tháng 5, Trung tá Hoàng Đình Dũng, trưởng công an phường Đề Thám thành phố Cao Bằng cho biết là sự việc trong clip xảy ra vào lúc 22 giờ ngày 28 tháng 4 và đã được giải quyết. Theo Trung tá Dũng, người đàn ông tác động vật lý cô gái trong clip là phó trưởng công an phường Sông Bằng. Đại tá Vũ Hồng Quang cho biết thêm, đây là việc cá nhân không phải là nhiệm vụ. Trước mắt tỉnh đã chỉ đạo cho tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ này để xác minh làm rõ. Sai phạm đến đâu đơn vị sẽ xử lý đến đó.